Vì sao thành phố triển khai chiến dịch tiêm vaccine sởi? Để tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh sởi trong cộng đồng, chủ động phòng chống dịch bệnh, giảm tỷ lệ tử vong do bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Vaccine nào được sử dụng trong chiến dịch này? Là vaccine phối hợp phòng bệnh sởi rubella. Vaccine này đã được sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng cũng như các chiến dịch tiêm chủng trước đây. Khi nào chiến dịch được triển khai? Chiến dịch được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9, 2024. Giai đoạn 2 diễn ra từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10, 2024. Ai cần được tiêm trong chiến dịch tiêm vaccine sởi? Người được tiêm là những trường hợp chưa tiêm đủ mũi vaccine chứa thành phần sởi, đang sinh sống, học tập trên địa bàn thành phố. 1. Trẻ từ 1 đến 5 tuổi, bao gồm trẻ thuộc nhóm nguy cơ cao. 2. Trẻ từ 6 đến 16 tuổi, thuộc nhóm nguy cơ cao đang được quản lý, điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố. 3. Nhân viên y tế, người làm việc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có nguy cơ tiếp xúc người mắc sởi. 4. Nhân viên y tế, người chăm sóc trẻ thuộc nhóm nguy cơ cao. 5. Trẻ từ 6 tuổi đến 10 tuổi. Chiến dịch tiêm được tổ chức ở đâu? Trường học, các cơ sở nuôi dưỡng, cơ sở bảo trợ xã hội, mái ấm, nhà mở. Trạm y tế, trung tâm y tế. Bệnh viện có tổ chức tiêm chủng,